mọi người, đặc biệt là phụ nữ thường tìm cách giảm cân thay vì tăng cân. Tuy nhiên, trong đó lại có một số người muốn tăng cân cũng không được. Thân hình gầy gò, ốm yếu khiến bạn mất tự tin. Các vấn đề sức khỏe, thể lực cũng bị ảnh hưởng. Luyện tập, chế độ dinh dưỡng, ngủ nghỉ luôn là yếu tố cốt lõi giúp bạn đạt được chỉ số trọng lượng cơ thể. Tuy nhiên, vì cơ địa, khả năng hấp thụ hoặc một vài lý do nào đó khiến việc kiểm soát cân nặng trở nên khó khăn, viên sủi tăng cân Toca là một giải pháp. Sản phẩm hỗ trợ ăn ngon, ngủ ngon giải quyết 2 trong 3 yếu tố cốt lõi giúp bạn tăng cân hiệu quả và an toàn. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều điều cần cân nhắc đằng sau thuốc tăng cân Toca này. Vậy viên sủi tăng cân Toca giá bao nhiêu? Có tốt không hay lừa đảo? Tất cả sẽ được Sức khỏe mỗi ngày review chi tiết trong video này nhé. Viên sủi tăng cân Toca. Viên sủi tăng cân Toca có thành phần tự nhiên ứng dụng công nghệ độc quyền CO2 siêu tới hạn, mang lại công dụng hỗ trợ ăn ngon, ngủ ngon, được sản xuất dựa trên dây chuyền công nghệ hiện đại, khép kín, tiên tiến nhất, đạt tiêu chuẩn GMP của WHO tại nhà máy của công ty cổ phần dược phẩm Big Pharma. Thuốc tăng cân Toca, đây chỉ một thuật ngữ người dùng sử dụng để gọi viên sủi Toca. Tuy nhiên, điều này sai lệch hoàn toàn bản chất sản phẩm khi Toca là dòng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, khác hoàn toàn so với thuốc chữa bệnh cần kê đơn từ bác sĩ. Thành phần viên sủi tăng cân Toca. Viên sủi tăng cân Toca chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên như cao bạch biển đậu, cao nhục đậu khấu, cao lạc tiên, cao hồng sâm, chiết xuất cơm cháy, vitamin B1, ngoài ra còn một số phụ liệu khác. Tác dụng viên sủi Toca: hỗ trợ ăn ngon, ngủ ngon, hỗ trợ giảm mệt mỏi do kém ăn, thiếu ngủ, từ đó có thể hỗ trợ tăng cân an toàn, hiệu quả, không gây tích nước, không gây tác dụng phụ. Cách dùng viên sủi tăng cân Toca: ngày uống 2 lần, mỗi lần một viên sau bữa ăn sáng và bữa ăn tối 30 phút, đồng thời sử dụng trước khi đi ngủ 30 phút đến 1 giờ. Cho một viên vào cốc nước chứa 150-200ml nước lọc hoặc nước đun sôi để nguội chờ tan hết rồi uống. Sử dụng liên tục mỗi ngày và kiên trì từ ít nhất 2-3 tháng. Trong quá trình sử dụng Toca, bạn cũng cần đảm bảo chế độ dinh dưỡng đầy đủ chất, nghỉ ngơi hợp lý và có thời gian vận động ít nhất 45 phút mỗi ngày để tăng cường sức khỏe thể chất. Những điều này rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc tăng cân. Đối tượng sử dụng viên sủi tăng cân Toca. Viên sủi tăng cân Toca dành cho người bị suy nhược cơ thể, mới ốm dậy, thiếu máu, lao động nặng nhọc, hay mệt mỏi, ốm bệnh lâu ngày hiện đang rất cần bổ sung dinh dưỡng, trẻ nhỏ bị biếng ăn, chậm lớn, hiện đang muốn cải thiện cân nặng để có thể phát triển thể chất tối ưu nhất, người có khả năng tiêu hóa và hấp thụ kém, ăn hoài mà vẫn không thấy béo lên, người gầy gò, ốm yếu, nhẹ cân đang mong muốn cải thiện và nâng cao sức đề kháng của cơ thể, chị em phụ nữ sau sinh đang muốn lên cân sau quá trình chăm con vất vả khiến bị sụt cân, ốm yếu, người gầy gò, ốm yếu lâu năm, có cơ địa khó có thể lên cân, hiện đang rất muốn cải thiện cân nặng của bản thân tốt hơn. Lưu ý khi sử dụng: không sử dụng sản phẩm đối với những người bị dị ứng hoặc mẫn cảm với bất kỳ thành phần dược liệu nào bên trong viên sủi Toca. Không sử dụng sản phẩm đối với những người hiện đang điều trị bằng thuốc do bác sĩ chỉ định để tránh gặp tác dụng phụ nguy hại. Không sử dụng sản phẩm cho phụ nữ đang mang thai hoặc đang cho con bú, trẻ em. Viên sủi tăng cân Toca có tốt không? Viên sủi tăng cân Toca là thực phẩm bảo vệ sức khỏe với thành phần dược liệu tự nhiên với công dụng chính giúp ăn ngon, ngủ ngon, từ đó tăng cân an toàn, cải thiện vóc dáng và mang đến sức khỏe dẻo dai, tràn đầy sức sống. Viên sủi tăng cân Toca được chuyên gia Nhật Bản Kuda Takafumi đánh giá rất cao về chất lượng. Ngoài những thành phần nổi bật, việc ứng dụng độc quyền C02 siêu tới hạn là một bước đột phá trong dạng viên sủi giúp bạn hấp thụ tốt hơn các dưỡng chất. Toca được Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cấp phép, không chứa các thành phần hóa học độc hại. Sản phẩm này được bài chế bằng những thành phần từ thiên nhiên như là cao lạc tiên, nhục đậu khấu, cao bạch biển đậu, rất an toàn cho người sử dụng. Sản phẩm Toca tăng cân theo cơ chế an toàn, lành tính và không gây ra tác dụng phụ bất lợi nào cho người sử dụng. Bạn không cần lo lắng về vấn đề tích nước, béo bắp đùi, bắp tay khi sử dụng Toca. Chính nhờ công thức kết hợp dược liệu tự nhiên cùng công nghệ độc quyền C02 siêu tới hạn, viên sủi Toca mang lại hiệu quả, giúp người nhẹ cân, ốm yếu an thần, ngủ ngon và sâu giấc hơn, đồng thời giúp tinh thần sảng khoái, tràn đầy năng lượng, cơ thể từ đó sẽ trở nên khỏe mạnh hơn, giúp kích thích cảm giác thèm ăn, ăn ngon và ăn được nhiều hơn ở những người nhẹ cân, gầy gò so với trước đây, giúp bổ sung protein, cung cấp các loại axit amin cần thiết cho cơ thể người gầy yếu, giúp tăng cường hệ miễn dịch và sức đề kháng tốt hơn, giúp cải thiện các vấn đề về hệ tiêu hóa của cơ thể, nhờ đó mà người gầy gò, nhẹ cân khi sử dụng có thể tăng cường khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng tối ưu, giúp thanh lọc cơ thể, đào thải độc tố bên trong cơ thể ra bên ngoài, đồng thời giúp làm mát gan, giải độc, giúp giảm tình trạng nóng trong người ở người gầy yếu, nhẹ cân, giúp tăng cường thể trạng, bồi bổ khí huyết, giúp làm giảm đáng kể tình trạng ốm yếu, cảm cúm, suy nhược cơ thể, hỗ trợ tăng cân lâu bền và không cần lo lắng tác dụng phụ. Viên sủi tăng cân Toca lừa đảo không?
Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm giả. Người dùng hãy cảnh giác khi mua hàng tại những nơi trôi nổi. Hãy đặt hàng chính hãng tại những đơn vị phân phối uy tín. Sau đây là một số cách phân biệt viên sủi Toka thật giả sau có thể hữu ích đối với bạn. Màu sắc: Toka thật màu vàng nhạt, thuốc giả màu vàng đậm, chữ trên vỏ hộp có nội dung sai chính tả. Mùi vị: Toka thật có vị dâu dễ uống, trong khi thuốc giả có vị cam của xê sủi. Sản phẩm viên sủi Toka chính hãng có những đặc điểm nhận biết như sau. Màu sắc của sản phẩm phải chân thật, sắc nét, chữ viết trên bao bì không nhòe và được in đậm rõ ràng. Sản phẩm viên sủi Toka phải còn nguyên vẹn tem, nhãn mác và niêm phong, không có dấu hiệu bóc, mở hay có dấu hiệu sử dụng. Người tiêu dùng có thể sử dụng phần mềm check mã vạch sản phẩm. Nếu kết quả trả về là của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại KHT thì đó chính là hàng chính hãng. Viên sủi tăng cân Toka giá bao nhiêu? Mua ở đâu chính hãng? Hiện sản phẩm đang được bán với mức giá khá hợp lý với túi tiền của nhiều người. Để đặt mua sản phẩm chính hãng, bạn hãy truy cập trang web chính thức của nhà sản xuất ngay bên dưới phần mô tả của video này. Mọi thắc mắc bạn sẽ được tư vấn ngay nhé. Trên đây là video đánh giá chi tiết sản phẩm, hy vọng sẽ giúp ích cho bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Mỗi Ngày. Có thắc mắc gì bạn hãy để lại bình luận dưới video, chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể cho bạn.